Alo, cả nhà. Mình đang ở Ross. Quên của mình. Đồ bếp núc này. Bán đồ cho thú cưng, cho chó, cho mèo. À, dễ thương luôn. Chó mèo mình nên cho mặc lầm. Cho con nít trẻ em là màu sơn vẽ hôm nay ở đây nó bày trí nó lộn xộn một tí. Xe cộ này cũng là như hút bụi mấy cái đồ đạc này những nhân xe mà những cái kính xe này là cái bộ không bộ gì nó cũng hơi lộn xộn một xíu. Cái này còn ông mày à. Ổ cho con mèo bằng cái này là cái thang mèo leo lên đầy đủ thứ mèo chanh. Lau nhà chổi ghế mọi thứ nhiều là mặt hàng đó bán đồ xe thảm. Sửa chữa kèm búa ốc vít nữa.
Mùa chim. Mùa chim, mùa chim. Đây là bánh kẹo. Noel bánh kẹo. Gói quà Noel Giáng sinh đó, nó bán đồ làm quà chocolate đó, quà này quà có làm sẵn có sẵn. Tô bông ngược lại dễ thương nguyên đống đồ luôn. Lửa gì mà nhiều gì thử thử được mẹ mình mua quá trời đồ luôn. Thử lát rồi ra không còn cái nào. Thử lát rồi không được cái nào hết. Không giữ cái nào. Lúc vô thì cái gì cũng không biết chỗ cây cây cối đẹp không biết.